Dạ, em xin thân ái kính chào tất cả quý cô chú anh chị các bạn trên nước đến với kênh Cuộc Sống Cần Thơ Hậu Giang. Hai cô chú anh chị tiếp tục em đến với chỗ của anh Tám, gửi đến cô chú anh chị các bạn một clip về máy ghép các loại cho cô chú anh chị lấy voi nhân giống chơi tết rồi nha cô chú anh chị nha. Cô chú anh chị yêu thích chơi nào thì liên hệ với chỗ anh Tám giùm em ha. Em xin cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều ủng hộ anh Tám trong thời gian qua, ủng hộ kênh. Cô chú anh chị có thắc mắc gì thì hãy trực tiếp với anh Tám hoặc xuống đây em dẫn đi gặp anh Tám nha. Rồi em xin vô clip hôm nay nha cô chú anh chị. Dạ em chào anh Út ơi. Rồi giờ anh Út trồng nghiệp nha. Bây giờ kính thưa bà con cô sống trên Cần Thơ Hậu Giang nói riêng nha, bà con nói chung nha. Hôm nay thì em có về một lô mai mới nha bà con. Siêu bông mình lại với cúc hương mini ha. Ngày trước là cho bà con mình lấy bo, sau là săn sóc dưỡng lợi để mình chơi Tết 2025 nha. Rồi mã số đầu tiên là mã số 39 là cây cúc thọ hương nha quý bà con cô bác. Mã số đầu tiên là mã số 39 nha cô chú chị, mã số đầu clip cúc thọ hương lá cẩm thạch nha cô chú chị, bông như cúc thọ hương ha. Dạ ghép đúng rồi ha. Về cô chú chị mình xả lá cho nó sẽ ra tuyệt mới ha. Con số cây nó sẽ có số bông rồi mình dưỡng chơi tết với bò. Rồi. Bông bò cái củ tròn vo ha bà con. Cái củ tròn vo bà con coi nè ha. Nè cái củ. Củ đê đặc coi nè ha. Là 28 rồi nha bà con. Rồi, hoành thân 16. Chiều cao của cây là 47. Tán ngang 50. Mã số 39 cây cúc thọ hương này ha, xin giao lưu với quý bà con của bác mình nha, 400k. 400k nha cô chú anh chị. Bao ship tặng chậu nha bà con. Rồi. Quay xuống hình. Mã số 40. Là cây siêu bông Sài Gòn nha quý bà con. Siêu bông mình lại. Siêu bông. Giáng thú ha. Rồi, siêu bông Sài Gòn mã số 40 nha cô chú anh chị. Giáng thú. Kéo 4 bò. Bò bà con về đề vài bữa lấy bò cũng nhiều lắm bò ha. Rồi bắt đầu mình dưỡng, mình chơi Tết luôn. Hoành thân 13. 13 hoành. Chiều cao 35. Tán ngang 30. Mã số 40 cây siêu bông Sài Gòn giao lưu với bà con cô bác mình 450k nha bà con. 450k cô chú anh chị ơi. Rồi, cửa hàng tụi em đây là để chậu nha. Mã số 41. Cây siêu bông mình lại ha. 41. Dáng này dáng thẳng đứng nha. Nó cũng có cây cũ nha quý bà con. Ghép hai bo ha. Không. Ghép hai bo. Mà con về lấy bo rồi bắt đầu mình dưỡng mình để chơi Tết năm sau ha, là ngon lành luôn. Bo cũng nhiều lắm bo nghe bà con. Rồi, hoành thân 15. Chiều cao 359. Tán ngang 41. Mã số 41. Cây siêu bông mình lợi là xin giao lưu với quý bà con có bác mình 450k nha bà con. Siêu bông mình lợi. Cây này cũ đẹp lắm bà con ơi. Bo cũng nhiều nữa ha. Rồi. 42. Rồi mình lại luôn phải không? Rồi. Rồi tiếp tục mã số 42 là cây siêu bông mình lại giáng thú bà con ơi. Đó, nằm ha, cũng có cái củ lòi ra ha. Ghép 5 bo. Cái này cũng lấy được chục ngoài 20 bo à bà con ơi. Nó có cái củ đặt khó đo quá, giờ có bình thân là 74 14. Chiều cao 40. Tán ngang 38. Vậy cô chú chị lấy bo được liền nè ha. Dạ. Mã số 42 cây siêu bông mình lợi giáng thú nè ha. Xin giao lưu với bà con cô bác mình 450k luôn nha. Rồi 450k cô chú chị ơi. Lấy cái chục bo nha cô chú anh chị. Cũng nhiều bo. Theo dưỡng chơi Tết luôn ha. Mã số 43. Mã số 43. Siêu bông Sài Gòn quý bà con. Rồi siêu bông Sài Gòn. Siêu bông Sài Gòn. Nó cũng có cái củ lòi ra ha. Cũng hình thú ghép 3 bo. Bà con mình lấy bo cũng khoảng mười mấy 20 bo. Hoành thân 13. Chiều cao 44. Tán ngang 31. Mã số 43 cây siêu bông Sài Gòn này xin giao lưu với bà con bác mình 400.000. Tụi em bao ship tặng chậu luôn. Rồi mã số 44. Cây cúc thọ hương cẩm thạch nha quý bà con, giống mới bây giờ. Chân dài à. Ghép 3 bo. Bo dữ lắm, nhiều bo bà con ơi. 50-60 bo. Này cũng như dán đứng bên tre chân dài. Rồi hoành thân 14. Chiều cao sổm cao của bộ đế như vậy là 10. Chiều cao của cây 53.
8057. Mã số 44, cây cúc Thọ Hương Cẩm Thạch, xin giao lưu với quý bà con mình 450k luôn. Tụi em bao ship tặng chậu nha. Quá dễ thương cô chú anh chị ơi. Quá đẹp luôn, chân dài. 45. Rồi. Mã số 45 cũng là cây cúc Thọ Hương Cẩm Thạch luôn. Đế quýt nha bà con. Cái mini của em đợt này là đế đẹp không à? Đế nơm. Đế lạ, đế nơm. Rồi, hoành thân 12, chiều cao 53, tán ngang 40, mã số 45. Cây siêu bông cẩm thạch này xin giao lưu với con bác mình 400 ngàn à. Đó, 400 là bao ship tặng chậu luôn nha. Cẩm thạch nha cô chú anh chị, có giống mới luôn ha. Rồi, mã số 46, cây siêu bông mình lợi. Siêu bông lợi ghép 3 bo ha quý bà con. 46 nha cô chú anh chị nha. Cây này siêu nếu mà mình lấy bo mình ghép nó cũng khoảng từ chục bo cho lên chứ không dưới nha bà con. Chục bo hơn chục bo. Hoành thân 12, chiều cao 44, tán ngang 36, mã số 46. Cây siêu bông mình lợi này giao lưu quý bà con của bác mình 400k nha. Rồi, 400k là tôi bao ship tôi tặng chậu luôn 46, ha. 46 400k. 47. Rồi, 47 cũng là siêu bông mình lợi. Ghép 3 bo dáng thú nha. Cái này bà con mình để gì sau này cái đế này cũng đẹp lắm nha bà con. Đế giữ dằn đế chứ không phải đế vừa nha. Dáng siêu xiên ha. Cũng lấy mười mấy bo chứ không dưới nha bà con. Rồi, mã hoành thân 12, chiều cao 40, tán ngang 45, mã số 47, xin giao lưu quý bà con của bác mình như vậy là 400k luôn. Dạ, rồi, 400k à. Cây đế đẹp dáng hơi bay bay nha cô chú anh chị. Rồi, mã số 48. Mã số 48, đó là cũng cái cúc thường cẩm thạch ha. Đế nôm, có 3 giò ha. Ghép 2 bo nha cô chú anh chị. Như mẫu mình ha. Đế nôm cao ha. Bà con mình lấy bo là giữ lắm bo ha. Rồi. Hoành thân 13. Sớm cao của đế là 13 luôn. Chiều cao của cây là 58. Tán ngang 51. Mã số 48 này giao lưu bà con của bác mình 400k luôn. Rồi, 400k cô chú anh chị ơi. 49. Rồi, mã số 49 cây siêu bông mình lợi. Nó có cái củ bà con coi như củ sắn lòi ra bà con. Cái này lùng lùng nha cô chú. Ghép bốn bò. Cô chú chị về lấy mà bò. Lấy bò cũng chục bò ăn lên không dưới ha. Đó, hoành thân 13. Chiều cao 42. Tán ngang 31, mã số 48 cây siêu bông mình lợi này giao lưu bà con của bác mình 400k hả? Dạ, 400k nha cô chú. 400k là tụi em bao ship tụi em tặng chậu nha bà con. Dạ. 50 cô chú chị ơi. Rồi, mã số 50 cũng là cây siêu bông mình lợi. Cái cây này cái nói chung là đế quái, nó lạ nghe. Nó lạ. Cây này cây lạ chứ không có nói là không dám nói đẹp. Ghép ba bò ha, lấy cũng chục ngoài ha. Mà con thấy lạ là lạ chỗ này nè, một là hoành thân này ha, là 10, đây nó có cái củ lòi ra nè. Đó là tới 17 nha bà con. Đó. Chiều cao 50. Tán ngang 42. Mã số 50 cây siêu bông mình lợi này ha, giao lưu với bà con của bác mình 450k ha. Dạ, 450. Lấy cũng chục ngoài bo bà con ơi. Rồi, mã số 51. Mã số 51 cũng là cây siêu bông mình lợi. Cây này đẹp quá bà con ơi, bộ đế hết biết luôn rồi. Lấy cũng chục ngoài bo nha bà con. Bà con coi cái đế ha, đế quá trời đẹp ha. Đế đẹp thật sự luôn. Rồi, hoành thân 13. Chiều cao 53. Tán ngang 31. Cây siêu bông mình lợi này giao lưu với quý bà con mình là mã số 51 ha. Giao lưu 450k luôn. Rồi, 450k cô chú. Bao ship tặng chậu ha. Cây siêu bông mình lợi. Cây này đế lạ nữa nha bà con. Cái đế lạ. Ghép 3 bo cũng lấy khoảng chục ngoài, 20 bo ha bà con. Rồi. Hoành thân 13. Chiều cao 43. Tán ngang 39. Mã số 32 52 cây siêu bông mình lợi này giao lưu bà con của bác mình 400k. Rồi, 400k cô chú. 400k là bao ship tặng chậu luôn nha cô chú anh chị. Đây có 20 con.
Rồi, mã số. Rồi, mã số 53 là 53. Cây cúc hương Cẩm Thạch ha bà con. Đó, cây này cũng là đế quái. 3 4 bo, bà con lấy bo cũng mấy chục bo. Hoành thân 12. Sổm cao 16. Chiều cao 47. Tán ngang 37. Mã số 53 cây siêu bông Cẩm Thạch này giao lưu bà con cô bác mình 450k luôn. Quên cúc hương Cẩm Thạch. Nghe lộn lộn bà con, cúc hương Cẩm Thạch chứ không phải siêu bông Cẩm Thạch. Rồi. Mã số 54 cúc thọ hương Cẩm Thạch nếu quý bà con ơi, giống mới bây giờ đó. Đế quái. Tính siêu bông Cẩm Thạch chứ. Siêu bông Cẩm Thạch 11 mà ra mệt nữa à. Ấy ha. Rồi thôi đó, bà con thấy đế quái ha. Đế quái mà đế đẹp nha bà con. Lỡ thôi nha cô chú anh chị. Dạ. Thấy gì gan như cái hình của người ta ngồi ha bà con. Bà con thấy không? Rõ ràng luôn đó. Bà con lấy, mới thấy chứ. Bà con lấy bo chơi rồi xong xuôi nữa bà con dưỡng lại để ha chơi Tết, để trên bàn nè. Rõ ràng nè, như người ta ngồi nè. Trời ơi. Hoành thân là 13. Đế sổm cao lên như vậy là 13 luôn. Chiều cao 52. Tán ngang của cây 47, mã số 54, cây cúc thọ hương Cẩm Thạch xin giao lưu với quý bà con mình 500k. Dạ, yeah, rồi, cây này quá trời đẹp ba. Dễ chơi nha cô chú anh chị. Rồi. Trời ơi, cắt bỏ chứ có gì đâu mày. Mã số 55. Cây siêu bông mình lợi nha bà con. Cái đế đẹp nha bà con. Đế này đế dày chân chân cái ấy chứ không phải chơi nha, nó có cái cũ nữa. Mà lấy bo thì bây giờ mình lấy cũng khoảng mười mấy bo. Đây siêu bông mình lợi này ha. Đây, hoành thân. Hoành thân như vậy là 15 năm bà con ơi. 16 luôn chứ không phải 15 nha. Cũ bự. Chiều cao 45. Tán ngang 34. Đó. Mã số 55 cây siêu bông mình lợi này ha, xin giao lưu quý bà con của bác mình là 450k. Rồi, 450 cô chú ơi. Rồi, cái này siêu bông Sài Gòn mà chả. Mình lại hả? Sẽ lá nhỏ vậy ha. Rồi, mã số 56 là cây siêu bông mình lại luôn nha quý bà con. Ghép hai bo nha cô chú anh chị. Ghép hai bo. Đế cũng đế đẹp. Đế đẹp, nó cũng nằm đều chảy đều trên cái chậu này, chắc chậu 3. 3 chậu 4 vậy. Lấy cũng được cả chục bo nha bà con. Rồi, hoành thân là 13. Chiều cao 36. Tán ngang 31. Cây mã số 56 ha, cây siêu bông mình lợi này giao lưu bà con cô bác mình 450k luôn. Dạ, 450k. Rồi, mã số 57. 57. Mã số 57 cây cúc thọ hương Cẩm Thạch. Xin giao lưu ghép ba bo nha quý bà con. Cũng là đế sổm cao ha. Lấy bo rồi mình dưỡng mình chơi Tết để mini để bàn uống trà ngắm cũng đẹp lắm bà quý bà con ơi. Rồi. Hoành thân 11. Chiều cao 49. Tán ngang 45. Mã số 57 cây cúc thọ hương Cẩm Thạch xin giao lưu với quý bà con cô bác mình 450k luôn. Rồi, 450k cô chú ơi. Rồi, mã số 58. Cũng là cây cúc thọ hương Cẩm Thạch luôn quý bà con ơi. Ghép 4 bo. Cái đợt này đế thì cũng đẹp đẹp không ha. Con coi thấy mấy bo rồi mình để mình chơi Tết là đẹp lắm mini á. Rồi, hoành thân là 12. Chiều cao là 48. Tán ngang 47. Mã số 58 cây cúc thọ hương Cẩm Thạch xin giao lưu với quý bà con của bác mình 400k. Dạ, 400k là tụi em bao ship tụi em tặng chậu ha. Rồi, mã số 59 là cây siêu bông mình lợi ha. Đó, siêu bông mình lợi này cái đế quá đẹp luôn, đế quá lạ chứ không phải quá đẹp. Đó bà con coi nè. Ghép cũng hai bo. Theo tính ra lấy bo mình lấy cũng trên chục bo. Rồi, hoành thân là 11. Chiều cao 51. Tán ngang 37. Mã số 59 cây siêu bông mình lợi này giao lưu với quý bà con cô bác mình 450k luôn. Dạ, 450k cô chú anh chị ơi. 59 đúng không hả? À, 60 cô chú anh chị ơi. Rồi, mã số 60 cũng là cây siêu bông mình lợi bà con ơi. Cái giác này dán nằm nó cũng như cái súng đề bác ha quý bà con. Đó.
đó, coi coi y gan như xuống đời bác ha. Đó, ghép hai bò ha. Rồi, hoành thân. Hoành thân là 13. Chiều cao 32. Tán ngang 35. Mã số 60 cây siêu bông Bình Lợi này xin giao lưu với bà con cô bác mình 400k. À, tụi em bao ship tụi em tặng chậu luôn. Chú chị siêu bông Bình Lợi. Rồi, mã số 61. 61. Rồi, mã số 61 cây cúc thọ hương Cẩm Thạch quý bà con ơi. À, cái dáng này cũng dáng chân nôm ha. À, lấy bo thì cũng nhiều bo lắm nha bà con. À, thân thì lắc lượng ha, nó dáng đứng mà nó lắc lượng ha. Mà hoành thân là 12. Chiều cao 44. Tán ngang 47. Mã số 61 cây cúc thọ hương Cẩm Thạch này xin giao lưu với quý bà con mình là 400k thôi. À, tụi em bao giúp đường tăng chậu luôn ha. 63 cúc tọa hương lá Cẩm Thạch luôn cô chú anh chị. 63. Rồi, mã số 63. 63 đâu hả? 62. Để đẹp nha cô chú anh chị. Đó, để nè ha. Về cô chú anh chị mình xả lá ra tược mới giữ mình chơi Tết. Rồi, mã số 62 cũng là cây cúc Cẩm Thạch ha. Rồi thảo hương nó Cẩm Thạch bông như cúc thảo hương Cẩm Thạch chú, à, giống mới, cây này quá trời đẹp cái đế bà con ơi. Thấy là đế mấy bà con mình thấy là mê liền đó, đế quá đẹp ha. Búng cây chân giò của nó bự chứ không có gì chứ nó bự là nó đẹp. Rồi hoành thân 14. Chiều cao 48. Tán ngang 41. Mã số 62 cây cúc cọ hương Cẩm Thạch này xin giao lưu với bà con cô bác mình 450k. Dạ, 450 cho chú vậy. 450k bà con sở hữu cái cây này quá đẹp ha. Đế lại bự ha. Chấm cái là mấy cái vằn rễ của nó bự á. Rồi 63. 450k. Mã số 63. À, cây siêu bông Bình Lợi. À. Gấp 3 bò, 4 bò. Gấp 4 bò. 4 bò. Cái này bà con lấy bò cũng không dưới chục bò. Cây nào nó cũng có cái đế, nó có cái củ nè bà con. Có củ ra, củ tròn vo, củ sắn á, hoành thân 14. Chiều cao 40, tán ngang 39, mã số 63 cây siêu bông Bình Lợi này giao lưu quý bà con của bác mình 400k hả? 400k cô chú ơi. 64. Rồi, mã số 64. Rồi, cúc thọ hương nó Cẩm Thạch cho cô chú. Cúc thọ hương Cẩm Thạch ha. À, để nôm luôn. Để nôm. Ghép 3 bo. Chân cao, chân dài cũng như con gái miền Tây vậy. Rồi, hoành thân 11. Đế này sớm cao này tới 13 đặng. Chiều cao của cây là 50. Tán ngang 40. Mã số 64 cây cúc thọ hương Cẩm Thạch này giao lưu với quý bà con của bác mình 350k. Dạ, à, 350k. Em bao ship em tặng chậu ha. Rồi, rồi. 65. Mã số 65 là cây siêu bông Bình Lợi ha. Sài Gòn, siêu bông Sài Gòn. À, siêu bông Sài Gòn. Siêu bông Sài Gòn ghép 4 bo quý bà con ơi. Đó này mình lấy bo của lấy cũng cả chục bo, mười mấy bo cho không dưới ha bà con. Bình Lợi, Bình Lợi. Bình Lợi hả? Cái chữ S kìa anh. Bình Lợi, Bình Lợi. Dạ yeah, rồi. Thôi xin lỗi với bà con mình nghe, mã số 65 là cây siêu bông Sài Gòn. À, siêu bông Sài Gòn này cũng lấy mười mấy hai chục bo. Thân thì lắc ha, cũng có cái cũ nha quý bà con. Rồi, hoành thân 13. Chiều cao của cây 55. Tán ngay can của cây là 51. Mã số 65 xin giao lưu với quý bà con cô bác mình nha. Siêu bông Sài Gòn này là 450k nha quý bà con. 450k à, cô chú anh chị nha. Dạ, cây mã số 65 cây siêu bông Sài Gòn này cũng cứu clip của tụi em rồi ha. Chứ thời gian qua bà con cô bác mình hết lòng ủng hộ ha. Thì em mong bà con cô bác mình ủng hộ em nữa nha. Thì sau đó xin hết và xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại. Cảm ơn anh Út luôn. Cảm ơn cô chú anh chị luôn. Cô chú anh chị có nhu cầu chốt luôn. Số lượng nhiều thì alo anh Tám luôn nha cô chú anh chị. Mình xin kết thúc video nha.